Vào tối ngày 11 tháng 11, buổi fan meeting tại Singapore của Lisa đã chính thức diễn ra. Đây là phát súng đầu tiên trong chuỗi sự kiện fan meeting tour mà thành viên Blackpink đã thông báo trước đó. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ cùng outfit cá tính, một mình đốt cháy sân khấu dù vắng bóng đội chị em đen hồng. Trong đoạn intro buổi đầu concert, một tạo hình cháy chưa từng có cũng được Lisa tung ra khiến dân tình phấn khích. Diện một thiết kế vô cùng sexy và cool ngầu, đậm màu sắc rockstar, Lisa phối áo crop top cut out cùng với chân váy denim được đính kết lấp lánh và giày bốt cao cổ. Bộ trang phục giúp khoe trọn vòng eo săn chắc, body slim fit của nữ thần tượng Blackpink. Đi cùng với đó, Lisa tạo sự gần gũi thân mật trong buổi gặp gỡ fan với make up look tông lạnh nhẹ nhàng nhấn nhá vào đôi má hồng xinh yêu. Cũng trong màn giao lưu, một câu chuyện thú vị đã được nữ idol tiết lộ khiến dân tình tích cực chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau đó. Cụ thể, trong một lần đi ăn, Lisa đã tình cờ phát hiện một fanboy đang mặc áo in hình của mình trên đó. Cô nàng đã dự định tiến đến chào hỏi, nhưng vì ngại nên đành thôi. Các fan cho rằng nếu anh chàng kia biết được câu chuyện này chắc hẳn sẽ sốc phát khóc. Khán giả Singapore cũng phủ kín stadium mang đến không khí không khác một buổi concert dù trước đó có nhiều tin đồn fan meeting của Lisa không bán hết vé do cô đang bị fan châu Á ghẻ lạnh. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tốt Sao Hàn. Để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và hot nhất thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!